chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel Soi Kèo Bóng Đá. Ngày hôm nay channel xin thực hiện soi kèo một trận cầu rất là đặc biệt, một trận cầu mang tính chất derby. Đó là trận cầu ngày 12 tháng 1 2019, derby thành London giữa West Ham United đại diện đến từ phía Tây London và Arsenal đại diện đến từ phía Bắc London. Đây là một trong những trận derby nóng nhất của thủ đô London nữa anh. Thì tổng quát về sơ lược về hiện tại trận đấu này á, thì West Ham United đang đứng thứ 10 và Arsenal đang đứng thứ 5. Thì các bạn thấy rằng là West Ham đây các bạn, sân vận động Upton Park, hay hiện nay đổi tên thành sân vận động Olympic đó. Thì West Ham United là một đội bóng có truyền thống lịch sử rất là lâu đời và được mệnh danh là những chiếc búa tạ. Và đối thủ của Arsenal ngày hôm nay đó là đối thủ của West Ham ngày hôm nay đó là Arsenal, đội bóng rất là nổi tiếng không những ở ngoại hạng Anh mà trên toàn cầu với lối đá rất là cuốn hút. Những năm gần đây thì Arsenal dưới thời của Wenger thi đấu không thành công, và sau khi chuyển tiếp sang thời của Unai thì Arsenal đã có những bước tiến rất rõ rệt, nhưng vẫn chưa đủ khả năng để trở thành đối trọng có thể cạnh tranh trực tiếp trước vô địch với Man City, Liverpool và Chelsea. Thì hiện tại tình thế của hai đội bóng này nó cũng không có nhiều khả quan. West Ham đang ngập lặng ở giữa bảng xếp hạng và Arsenal thì vẫn chưa chen được một chân vào top 4. Thì trên đây là những cái thống kê tổng quát nhất, khái quát nhất về cặp đấu này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết ha. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết để chúng ta xem cái trận đấu này như thế nào. Thì về chi tiết á, thì chúng ta thấy rằng á, trận cầu này á là trận cầu được diễn ra tại sân Upton Park, đây là sân Olympic, sân vận động mới của West Ham United. Thì tính trên cái dữ liệu mà Soi Kèo Bóng Đá thu thập được á, thì đây là lần thứ 16 West Ham United đón tiếp Arsenal, tức là lần thứ 16 Arsenal làm khách. Thì trong 15 lần làm khách trước đây của Arsenal trên sân vận động Upton Park á, thì chúng ta thấy rằng là thành tích của Arsenal vượt trội so với West Ham. Con số vượt trội ấy nó thể hiện qua được cái số bàn thắng trung bình, tức là Arsenal ghi trung bình khoảng gần 2 bàn, tôi nói gần 2 bàn một trận trên sân khách, trong khi đó West Ham chỉ có thể nã vào lưới Arsenal tối đa là khoảng 1 bàn mà thôi. Các bạn thấy sự chênh lệch trung bình một trận Arsenal có bỏ túi 1 bàn. Còn số trận thắng thua thì Soi Kèo Bóng Đá sẽ không cập nhật, bởi vì thống kê nó rất là dài thì nó sẽ làm tốn thời gian dung lượng của cái thời gian các bạn xem ha. Về con số thống kê chi tiết á, thì các bạn thấy rằng á, trong 5 trận gần đây nhất khi West Ham tiếp đón Arsenal á, hầu như West Ham đều thua các bạn. Trận gần nhất là về, trận tiếp theo á, là 1-5, trận tiếp theo á, là 3 đều, trận tiếp theo là 1-2 bằng trận tiếp trước nữa là 1-3, tức là rõ ràng là 2 trận hòa và 3 trận thua. Arsenal có thành tích rất là tốt trên sân khách, chứ West Ham United chịu, West Ham chưa bao giờ thắng trong 5 trận gần đây. Xuyên suốt chiều dài thì có thể có West Ham thắng, nhưng mà 5 trận gần đây thì nó báo hiệu cho các bạn thấy một cái dấu hiệu rằng là thành tích của Arsenal trên sân nhà West Ham rất là tốt, và West Ham thì lại đá rất là khó khăn trước Arsenal. Thì bây giờ đi vào phân tích chi tiết ha, cho trận đấu này thì chúng ta sẽ có được những thông số sau đây. Thứ nhất, nếu tính trên xuyên suốt toàn bộ lịch trình dữ liệu mà Soi Kèo Bóng Đá có được á, thì trung bình trên sân nhà West Ham United có thể ghi tối đa là 1 bàn thôi các bạn, trong suốt 16 lần, 15 lần gặp nhau này. Và nếu như tính trong 5 trận gần nhất á, thì con số dữ liệu nó cũng không cho kết quả tương đối khác. Tức là nếu đá tốt nhất thì West Ham chỉ ghi được bỏ túi 1 bàn mà thôi. Còn thậm chí nếu West Ham đá với phong độ hiện tại, tôi nghĩ rằng là khả năng West Ham không có bàn thắng trên sân nhà luôn. Ngược lại, đến phần phân tích của Arsenal thì chúng ta thấy rằng là Arsenal ghi trung bình gần 2 bàn một trận trong suốt chiều dài làm khách. Và nếu như đá với phong độ in form, họ có thể ghi 3 bàn. Còn nếu như tính phong độ 5 trận gần nhất á, thì kết quả cho thấy rằng là Arsenal sẽ ghi trung bình 2 bàn. Nếu trường hợp Arsenal tệ nhất thì cũng ghi được 1 bàn, cũng bỏ túi được 1 bàn thắng. Vì vậy nên chúng ta dựa trên hai cái dữ liệu mà so sánh này, chúng ta có thể fix ra được những cái kết quả có khả năng. Thứ nhất á, là trường hợp mà Arsenal đá phong độ tệ nhất và West Ham đá phong độ tốt nhất thì trận đấu này nhiều khả năng sẽ hòa, và khả năng sẽ hòa và khoảng chừng với tỷ số 1 đều. Còn trường hợp mà Arsenal đang thi đấu với phong độ tốt và West Ham thi đấu với phong độ tốt thì khả năng trận đấu này diễn ra với tỷ số là 2-1. Còn nếu không, chúng ta thấy rằng là Arsenal thi đấu tốt hơn và West Ham đã chật vật thì trận đấu này có thể có khả năng diễn ra với tỷ số là 3-0, 3-1
Vì vậy nên nó có một vài cái tỷ số. Tuy nhiên đứng trên góc độ soi kèo bóng đá thì đó là những cái ước lượng. Và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống đây để chúng ta xem kèo nhà cái Asian Bookie ra như thế nào. Thì các bạn thấy rằng đây là kèo nhà cái Asian Bookie. Một lần nữa chúng ta thấy Asian Bookie. Thì kèo nhà cái Asian Bookie hiện nay đánh giá Arsenal nhỉnh hơn một xíu so với West Ham. Arsenal sẽ chấp một nửa trái banh trên sân West Ham. Như vậy thì rõ ràng là các bạn thấy rằng là trong trường hợp phong độ tệ nhất á, của Arsenal và West Ham đã phong độ tốt á, thì chúng ta mới nằm Arsenal mới thua thôi. Còn nếu không thì chúng ta nên nằm Arsenal. Về kèo tài xỉu trên dưới số bàn thắng của trận đấu này á, thì kèo Asian Bookie ra 3 bàn. Các bạn thấy là 3 bàn. Mà nếu như 3 bàn thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là để có được 3 bàn này á, thì nó có hai khả năng xảy ra. Hoặc là Arsenal thi đấu in form, hoặc là West Ham thi đấu dưới phong độ không ghi được bàn thắng nào, thì cái điều đó rất là khó cho Arsenal lúc này có thể thắng được West Ham 3-0. Vậy nên tôi nghĩ rằng là khả năng 2-1 là một khả năng có thể. Vì vậy nên nếu chúng ta bắt 3 bàn thì tôi nghĩ rằng trận đấu này là khó có hơn 3 bàn thắng. Vì vậy nên chúng ta bắt dưới 3 bàn thì trường hợp xấu nhất là chúng ta sẽ huề tiền, còn không là chúng ta sẽ thắng cái kèo này luôn. Vì vậy chốt lại chúng ta thấy rằng nằm Arsenal và nằm dưới 3 trái. Thì đây là những cái phân tích cơ bản nhất của soi kèo bóng đá về cái trận đấu này dựa trên tỷ lệ kèo của Asian Bookie. Thì hy vọng rằng những kết quả soi kèo này sẽ hỗ trợ cho các bạn ra được những quyết định phù hợp trong những cái lần vào kèo tiếp theo. Một lần nữa soi kèo bóng đá xin cảm ơn và mong các bạn hãy like, hãy share, hãy subscribe cho kênh soi kèo bóng đá để kênh soi kèo bóng đá có thêm động lực để phát triển thêm nhiều cái video cập nhật liên tục các giải bóng đá hiện tại các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình soi kèo lần